Minh Khoa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức địa phương của chúng tôi trong ngày hôm nay. Ước mong quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngày sau đây sẽ là những bản tin được cập nhật trong ngày và như thường lệ sẽ là phần tin đến từ thành phố Atlanta. Mở đầu phần tin đến từ thành phố Atlanta của chúng tôi trong ngày hôm nay, bản tin cho biết rằng thống đốc Brian Kemp vận động cho ứng cử viên Herschel Walker tại Metro Atlanta. Theo đó, huyền thoại bóng đá Herschel Walker, sẽ mời một đảng viên Cộng hòa có ảnh hưởng nhất của tiểu bang Georgia để giúp ông trong cuộc tranh cử vào chiếc ghế Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 6 tây tháng 12 nhằm chống lại Thượng nghị sĩ đương nhiệm là ông Raphael Warnock của đảng Dân Chủ. Tổng đốc Brian Kemp vừa mới giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử vững chắc vào tuần trước. Trước đối thủ đó chính là bà Stacey Abrams của đảng Dân Chủ, và ông sẽ xuất hiện cùng với ông Walker trong ngày thứ bảy vào lúc 10 giờ 30 phút tại khu vực Adventure Outdoors ở Cobb County. Đây là một trong những cửa hàng súng lớn nhất tại tiểu bang Georgia. Cả hai ông Walker và Warnock đều đang hướng tới cuộc tranh cử vòng thứ hai sau khi cả hai ông đều không có đủ đa số phiếu để giành chiến thắng hoàn toàn trong cuộc bầu cử vào ngày 8 tây tháng 11. Bỏ phiếu sớm bắt đầu vào ngày 28 tây tháng 11 trong vòng thứ hai. Đây là một cuộc đua nhằm củng cố vị thế đa số tại Thượng viện của Đảng Dân Chủ hoặc có thể là chiêu đều cơ quan 50-50. Với bà Kamala Harris sẽ bỏ phiếu quyết định. Theo đó, thì hàng triệu Mỹ Kim chi tiêu cho chiến dịch tranh cử và những tên tuổi chính trị lớn đã đổ vào từ bang Georgia. Trong đó có Thượng nghị sĩ Ted Cruz, thuộc Đảng Cộng hòa đến từ tiểu bang Texas cũng đã xuất hiện cùng với ông Walker vào tuần trước tại một nhà máy bia tại thành phố Canton. Trong tuần này thì cựu tổng thống Donald Trump cũng đã từng tuyên bố tham gia vào cuộc đua tổng thống năm 2024 và đặc biệt là cũng đề cập tới ông Walker trong thông báo của mình. Theo đó thì ông Trump đã tán thành ông Walker và xuất hiện cùng với ứng cử viên này lần đầu tiên tại một cuộc biểu tình tại miền trung của tiểu bang Georgia vào năm ngoái. Còn về phần ông Warnock, thì ông đã giành được chiếc ghế hiện tại trong cuộc tranh cử vào tháng Giêng của năm 2021 trước đối thủ đó chính là Kelly Loeffler, người được ông Brian Kemp bổ nhiệm nhằm đảm nhận nhiệm kỳ chưa hết hạn của ông Johnny Isakson, người đã từ chức vì lý do sức khỏe. Và với chiến thắng của ông Warnock, cùng với việc George Offsort đã lật đổ David Perdue đương nhiệm, đã mang lại cho tiểu bang Georgia hai thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ lần đầu tiên sau nhiều thập niên. Tiếp đó, bản tin của chúng tôi cho biết rằng kẻ giết người hàng loạt bị kết án sau hai vụ chặt đầu, mà người này đã từng cảnh báo cảnh sát rằng đầu của nạn nhân sẽ bị mất. Theo đó, bản tin chi tiết cho biết rằng một kẻ giết người hàng loạt đã bị kết án trong ít nhất là 3 vụ giết người khắp khu vực miền Đông Nam, bao gồm các vụ chặt đầu và bị buộc tội trong một số vụ giết người khác, được cho là đã nói với các nhà điều tra đang tìm kiếm nạn nhân cuối cùng rằng đầu của cô ấy sẽ biến mất. Vụ án lâu năm lại nổi lên vào đầu tuần này, khi mà các vụ giết người được đưa vào một phân đoạn của chương trình với tên gọi Cơn ác mộng trong đời thực. Đây là một tập phim và có tựa đề chi tiết hơn đó chính là núi máu vùng đất săn bắn. Theo đó, tạp chí People đưa tin cho biết rằng Gary Hilton là người được cho là đã sống sót và bị bắt tại tiểu bang Georgia trong ngày 4 tháng Giêng của năm 2018. Người này có liên quan tới vụ sát hại nạn nhân là Meredith Emerson, 24 tuổi, người biến mất 3 ngày trước đó khi đang đi bộ đường dài tại Blood Mountain. Theo Mirror Online, anh ta bị cáo buộc là đã nói với các nhà điều tra rằng anh ta có thể hướng dẫn họ tìm ra hài cốt của nạn nhân và nói thêm rằng đầu của cô ấy sẽ bị mất. Tờ People cũng đã trích dẫn thông tin có được từ người dẫn chương trình truyền hình, đó chính là Paul Holes, báo cáo rằng Hilton được biết đến là một người lúc nào cũng ở trong rừng. Theo đó, vào ngày 4 tháng Giêng, cảnh sát địa phương nhận được thông báo rằng Hilton đang ở một cửa hàng tiện lợi. Và rồi khi đến nơi, cảnh sát đã tìm thấy người đàn ông này đang cố gắng dọn sạch bằng chứng trong chiếc xe tải của anh ta. Vì anh ta nhìn thấy bức ảnh của mình ở trên báo. Cảnh sát đã sớm liên kết người đàn ông này với một vụ sát hại phụ nữ khác. Đó chính là nạn nhân Cheryl Dunlop, 46 tuổi. Đầu và những phần còn lại của nạn nhân được cho là tìm thấy bên trong một chiếc hố lửa tại rừng quốc gia Apalachicola, tại Florida. Houston được cho là đã chặt đầu cả hai người phụ nữ và cảnh sát vẫn đang điều tra khả năng người đàn ông này có liên quan tới các vụ án khác, chẳng hạn như là vụ mất tích vào năm 2005 của nạn nhân Rosana Miliana 28 tuổi. Người đàn ông này đã bị kết án tử hình và vẫn là tử tù tại Florida. Sang qua bản tin tiếp nối, cho biết rằng một người đàn ông nhận ba án chung thân vì tham gia vào vụ nổ súng chết người có liên quan tới ma túy. Theo văn phòng biện lý tại Deercroft County cho biết rằng Angelo Lennon 25 tuổi đã nhận 3 bản án chung thân vì vai trò của anh ta trong một vụ cướp có vũ trang đã xảy ra vào năm 2019 khiến cho hai người đàn ông và đồng phạm bị thiệt mạng. Theo các công tố viên cho biết rằng bồi thẩm đoàn đã kết luận Lennon phạm hai tội cố ý giết người, ba tội giết người nghiêm trọng hai tội tấn công nghiêm trọng và các tội danh khác. Các nhà điều tra cũng cho biết rằng Lennon và Andrew Barkley, 23 tuổi, đã tìm cách cướp của hai người đàn ông vào ngày 14 tháng 3 của năm 2019. Và rồi vụ cướp đã leo thang thành một vụ nổ súng làm chết tới ba người. Các nhà điều tra cho biết rằng Lennon và Barkley đến gặp Dyson Flark, 23 tuổi và Jeremy Tyson, 26 tuổi, tại khu chung cư ở Vyard Work Apartment gần đường Flash Short và xa lộ liên bang số 20. Các nhà điều tra chứng biết rằng Lennon và Barkley đã nhắn tin cho hai người này về một bức ảnh sử dụng ma túy được đăng lên mạng xã hội. Rồi sau đó, Lennon và Barkley đến căn hộ vào khoảng 1 giờ rưỡi sáng. Và cũng theo các công tố viên, ai đó đã bắn vào trán của Flash bằng một khẩu súng trước khi Tyson cũng bị bắn vào lưng bằng một phát đạn. Theo các nhà điều tra, Tyson đã bắn trả Barkley sau khi Barkley định lấy cấp khẩu súng của anh ta. Thế rồi Lennon và Barkley đã cố gắng chạy, nhưng Barkley đã gục xuống và tử vong tại hiện trường. Sau đó Tyson gọi số điện thoại khẩn cấp 911 sau khi rời khỏi căn hộ bằng cửa sau. Anh ta và Flock được tuyên bố là đã tử vong tại bệnh viện Grady Memorial. Bạn gái của Barkley ngay sau đó đã gọi cho cảnh sát và rồi 4 ngày sau đó, các nhà điều tra đã bắt giữ được Lennon tại thành phố New Nen. Bồi thẩm đoàn tại Decorp County đã kết án người đàn ông này vào ngày 28 tháng 10. Anh ta nhận hai bản án chung thân không ân xá và sau đó là bản án chung thân thứ ba được áp dụng đồng thời. Cũng như bản tin liên quan tới vụ nổ súng, thưa quý vị, có một nghi can nổ súng giết người tại quận Winnet đã bị bắt tại Florida. Theo sở cảnh sát tại Winnet County cho biết rằng, Nhà cảnh sát ở quận Walton vừa bắt giữ một cô gái chỉ mới 16 tuổi tại Laurenville và một cậu bé cũng 16 tuổi tại Florida. Đây được xem là hai nghi can đã nổ súng tại Winnet County khiến cho nạn nhân 16 tuổi thiệt mạng đó chính là Ryan Romero và Elizabeth Bravo, 17 tuổi. Người này vẫn đang bị thương và đang điều trị tại bệnh viện. Hai nghi can bị giam giữ tại quận Walton và cho đến khi có thể dẫn độ về quận Winnet để xét xử về vụ nổ súng xảy ra trong bãi đậu xe của siêu thị La Mexicana ở số 475 đường Beverine. Nhà chức trách chưa cho biết động cơ của vụ nổ súng chết người nói trên. Và bất cứ ai có thông tin liên quan tới vụ nổ súng này, xin vui lòng hãy gọi điện thoại cho thám tử hoặc là gọi cho đơn vị Crime Stoppers. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng nghi can sát hại The Witt ra tòa. Theo đài truyền hình địa phương Fox News Digital thông báo rằng, phiên tòa xét xử nghi can Tamara Bryan, 18 tuổi, và Chandler Richardson, 19 tuổi, hai người này cư ngụ tại thành phố Lawrenceville của tiểu bang Georgia, được tổ chức vào 1 giờ 30 phút ngày thứ Sáu, 18 tây tháng 11, tại khu vực nhà tù Winnet. Một số diễn biến trong vụ án được công khai kể từ đầu khi hai nghi can đầu tiên ra tòa trong ngày 12 tây tháng 10. Họ vẫn mặc y phục khi bị bắt tại South Carolina. Một thẩm phán cho biết rằng chỉ có thẩm phán của tòa án tối cao mới có thể ấn định được hình phạt đối với những bị cáo phạm trọng tội như thế này. Vì vậy, cả hai bị can cần phải chờ đợi cho đến khi một phiên tòa khác được thực hiện. Hồ sơ tại tòa án nghi rằng, hai nghi can đã nổ súng bắn chết ngôi sao football của trường trung học Jefferson, đó chính là Elijah Thewitt, trong bãi đậu xe của trung tâm thương mại Dave Busters. Mẹ của nạn nhân cho biết rằng cái chết của con trai bà là một ngày khủng khiếp và đầu đớn nhất trong cuộc đời của bà. Anh Elijah Thewitt hiện đã là ngôi sao cầu thủ của nhà trường. Ước mơ được vào đội tuyển của trường đại học Jefferson đã chấm dứt khi cậu bị bắn tử vong vào ngày 5 T tháng 10 vừa qua.